Lam Trường bị một sao nữ ghen ra mặt trách móc đòi lại công bằng vì cặp kè thiếu nữ kém 25 tuổi. Vừa ra mắt MV mới, Lam Trường đã khiến dân tình xôn xao với tình tiết thú vị bên lề ngay trong buổi ra mắt. Lý do là nam ca sĩ bất ngờ bị một đồng nghiệp nữ tỏ thái độ ghen tuông trách móc vì anh tình tứ bên nàng thơ kém 25 tuổi. Anh hai Lam Trường là nam ca sĩ từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với công chúng Việt, đặc biệt là lớp khán giả thuộc thế hệ 8X 9X. Được mệnh danh là nam ca sĩ hàng đầu tại thị trường nhạc Việt, huynh đạo với loạt hit đình đám trên khắp các sân khấu ca nhạc và thị trường nhạc số, Lam Trường cùng với những tên tuổi cùng thời như Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường, Cẩm Ly dường như hoàn toàn phá đảo, anh tạc mọi mặt trận. Dấn thân vào làng giải trí đến nay đã hơn 2 thập kỷ, dù làng âm nhạc hiện tại đã có nhiều biến động, các tên tuổi mới mọc lên như nấm, tuy nhiên vị thế của cái tên Lam Trường dường như vẫn không hề xê dịch, vẫn là một tượng đài lớn trong âm nhạc, được công chúng và cả các nghệ sĩ trẻ đều vô cùng hâm mộ. Mới đây, sau nhiều năm ở ẩn, Lam Trường cũng vừa chính thức tái xuất trở lại đường đua V-pop bằng một sản phẩm âm nhạc mới toanh để gửi tặng đến những người hâm mộ của mình. Theo đó, vào ngày 5 tháng 7, Lam Trường đã chính thức có buổi họp báo ra mắt MV Vì Sao Sáng, một dự án được nam ca sĩ chọn để trở lại sau 4 năm mất hút. Đây là ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Minh Tâm, viết dựa trên câu chuyện có thật của nam ca sĩ, viết sao cho đúng chất Lam Trường nhất, phải phong trần, nam tính sâu sắc và có chút lả lơi với phái nữ. Trước đây, Lam Trường cũng từng gặp Vũ Minh Tâm vào năm 2002, khi Minh Tâm và Nguyễn Hải Phong là sinh viên trường nhạc đang chờ gửi gắm sáng tác. Lam Trường từng tạo bản hit khi hát Mãi Không Phai của Vũ Minh Tâm và Ngây Ngô của Nguyễn Hải Phong. Lần trở lại này, anh tiếp tục đặt Vũ Minh Tâm sáng tác Vì Sao Sáng riêng cho bản thân. Bên cạnh màu sắc âm nhạc cùng giọng hát không thay đổi đi cùng năm tháng, thì dự án lần này của Lam Trường còn được dân tình phải sục sôi bởi có sự góp mặt của nàng thơ mới nổi V-Biz. Cụ thể, đóng cặp chung với Lam Trường trong MV đó là nữ diễn viên chỉ mới sinh năm 2002, tức kém anh hai đến 25 tuổi, Tây Ngọc Xuân. Vốn cách biệt về tuổi tác nên chuyện tình này của cặp đôi rất được nhiều người quan tâm, tò mò xem cả hai sẽ thể hiện như thế nào trong MV lần này. Sở hữu nhan sắc tự nhiên ngọt ngào và là một gương mặt mới, Ngọc Xuân đứng cạnh Lam Trường cũng đã được người hâm mộ đánh giá cao. Đối diện xuất tự nhiên không hề có khoảng cách, khiến các fan càng cảm nhận được sự chân thật từ cặp đôi nhiều hơn. Hơn nữa, với bối cảnh quay chính được thực hiện tại Đà Lạt, Lam Trường và Ngọc Xuân càng khiến người xem có nhiều cảm xúc, quên đi cả hai đang là chú cháu mà tin rằng đang là người yêu thật sự. Cũng chính bởi điều này mà nam ca sĩ Katy Katy cũng được nhiều khán giả, anh em đồng nghiệp hò hét, tỏ ra phấn khích ngay trong buổi ra mắt khi xem MV trước độ ngọt liệm của anh dành cho đàn em của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý và gây bão truyền thông hơn nữa là bất ngờ có một sao nữ là người bạn thân thiết của Lam Trường lại thẳng thắn lên tiếng bản thân bị thiệt thòi, tỏ thái độ ghen ra mặt với nam ca sĩ. Cụ thể, nhân vật được nhắc đến không ai khác chính là nữ ca sĩ Phương Thanh, một ngôi sao có tên tuổi cũng không hề kém cạnh gì với Lam Trường khi cô cũng nổi tiếng cùng thời với anh. Xuất hiện tại buổi ra mắt, ngoài dành những lời chúc mừng cho sự trở lại của bạn, thì Phương Thanh lại khiến khán giả không nhịn được cười trước màn trêu chọc. Cụ thể, cô có tỏ ý trách móc, lẽ ra vai nữ chính phải là của tôi chứ, MV nào của Trường tôi cũng trễ duyên vì bị các diễn viên trẻ xinh đẹp lấy mất cơ hội. Lời ghen tuông trêu đùa này của Phương Thanh khiến dân tình được dịp cười nghiêng ngả, ai nấy đều tỏ ra phấn khích trước độ thân thiết, không hề có khoảng cách của chị Chanh và Lam Trường. Bên cạnh đó, dân tình cũng hài hước cho rằng Lam Trường nên cân nhắc cho Phương Thanh vai nữ chính MV lần sau, chắc chắn sẽ tạo nên cú chấn động lớn dành cho khán giả. Hiện tại, MV mới Vì Sao Sáng vẫn đang được đón nhận nhiệt liệt từ khán giả. Lần tái xuất này của anh hai Lam Trường chắc chắn sẽ chỉ là mở đầu cho nhiều dự án siêu khủng sắp tới. Hứa hẹn vẫn còn những cú nổ lớn hơn cho công chúng, những người hâm mộ luôn theo dõi và đồng hành cùng anh trong hàng chục năm qua.